Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cho biết vừa ban hành văn bản cảnh báo đến người dân, cơ quan, tổ chức về phần mềm độc hại gửi tin nhắn SMS thông báo nhận tiền trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp khó khăn vì COVID-19 để thâm nhập, đánh cắp dữ liệu người dùng điện thoại. Theo đó, thời gian gần đây xuất hiện một số tin nhắn SMS giả mạo cơ quan chức năng lừa đảo người dân liên quan đến hỗ trợ trợ cấp, đặc biệt là liên quan đến COVID-19 gửi về điện thoại của nhiều người và các nội dung bạn chưa nhận được trợ cấp COVID-19. Vui lòng đăng nhập sothern.ad/frfhu để lấy, quá hạn sẽ không được chấp nhận, hoặc thông báo theo NQ116, ông bà đã đủ điều kiện nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Bấm vào m.mskvn.icu để lấy, nếu quá hạn, nó sẽ không được chấp nhận, .twb. Nhận được tin nhắn này, nếu người sử dụng điện thoại bấm vào các đường link, sẽ đối diện nguy cơ bị phát tán chương trình phần mềm độc hại, bị lấy cắp dữ liệu thông tin cá nhân.